Chào tất cả các bạn nha. Nay mình chia sẻ các bạn cách trồng cây vú sữa hoàng kim. Cây vú sữa hoàng kim con của mình nha các bạn. Mình gồm có cái bầu đất nha các bạn. Đây cái bầu đất mình đắp sẵn rồi nè. Dưới bã sơ dừa nha các bạn. Bã sơ dừa này rất là tốt luôn nè ha. Này mình trồng này rất là tốt luôn. Này tạo cho cái đất mình nó xốp, không bị lèn nha các bạn. Cái bầu đất mình đắp sẵn rồi nè. Thì mình sẽ đổ cái bã sơ dừa này vô phần đất rồi mình sẽ trộn lên. Mình sẽ đổ vô nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái bã sơ dừa này rất là tốt luôn á. Trộn cho đều lên. Đất với sơ dừa này mình trộn cho đều lên. Gì là rất là tốt luôn nha các bạn. Trồng xuống là hết luôn á. Đất và cái sơ dừa mình trộn cho nó đều lên nha các bạn. Trộn cho đều thì nè, đất mình nó, cái bầu mình nó sẽ xốp, mình tưới nước cũng hút nữa nha các bạn. Đó, mình trộn xong rồi đó nha các bạn. Mình dít cho nó đều đều tròn cái bầu nữa là mình trồng được rồi. Rất là đơn giản nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, cái bầu ngon lành luôn nè. Cái bầu bằng cái thau được rồi, dừa dừa rồi, mình đắp cái bầu dừa dừa thôi. Các bạn thấy cái bầu của mình rất là xốp xộp luôn ha. Mình tưới nước không nó cũng không có bị lèn nữa. Giờ mình sẽ tháo cây hoàng kim này mình sẽ đặt xuống nha các bạn. Bạn thấy là cây hoàng kim như gì là đặt xuống là hết liền ha. Cái này là đặt xuống đất là được rồi. Cái này là xuống đất là nó tốt phơi phới luôn. Mình sẽ tháo bầu ra mình trồng luôn nha các bạn. Rễ cũng dữ lắm luôn nha các bạn ơi. Nè. Rễ đường nè ha. Đây là rễ cái của nó nè. Bạn ha. Cây này trồng hạt nha các bạn. Mà rễ gì đó kẹo trơn ha, mới lú thôi mà gì cứng bầu luôn á. Sẽ móc lỗ mình nhắc xuống. Hai cái bầu này thì mình sẽ móc cái lỗ mình nhắc xuống nha các bạn. Cái lỗ cái này được rồi, đặt xuống. Các bạn thấy không, đặt xuống cái là hít liền ha. Lắp đất lại. Dít đất cho cái bầu nó tròn tròn lại chút nha các bạn. Vậy là hết luôn rồi đó. Các bạn thấy chưa? Cây hoàng kim mình đặt rồi đó nghe các bạn. Đẹp chưa? Sơ dừa ở đất là mình tưới nước lên là nó hút ót ót luôn á. Mình đặt cái gì là cây hoàng kim của mình khoảng 8 tháng là bắt đầu cho trái nha các bạn. Rất tốt luôn. Chắc này trời nó hơi nắng hơi bị chói chút nha các bạn, các bạn thông cảm nha. Hay video tới đây mình xin kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem cho biết cách trồng cây vú sữa hoàng kim. Hẹn các bạn những video mới nha.